trông hơi nhức mắt thì chúng ta sẽ thêm từ khóa này. Chúng ta sẽ cho nó 1 phần 2 xong nó lại về 1. Ok, đẹp rồi. Lập trình quá nhanh. Học nhanh. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học HTML CSS Animation. Và này chúng ta sẽ làm hiệu ứng button bound, tức là button này này đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một button có class là bound. Tiếp đến chúng ta sẽ thêm phần CSS. Các bạn có thể làm ở trang HTML và CSS thuần túy, không cần làm Angular. Tôi làm Angular để chúng ta lưu phát là nó duy lát lại trang luôn, đỡ phải lát nhiều. Chúng ta sẽ cấu hình cho class bound của chúng ta sẽ animation. Chúng ta sẽ đặt tên animation của chúng ta. Rất nhiều thứ lòng ngoằng phía sau. Chúng ta chỉ cần tên của animation này, sau đấy là thời gian diễn ra, chúng ta sẽ để 0,3 giây. Tiếp đến chúng ta sẽ định nghĩa animation bound này của chúng ta. Chúng ta sẽ dùng từ khóa A cộng keyframe. Tên của animation là bound, chúng ta sẽ copy ở trên xuống dưới. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cho nó chuyển sang transform. Chúng ta sẽ dùng hàm scale, tức là cho nó to lên ấy. Giống như này 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 mà. Này thì sẽ to lên đúng không? Chúng ta sẽ cho to lên gấp 0,2 lần thôi, là 1,2. Chúng ta duyệt không thấy hiện tượng gì. Là vì sao? Tại vì ở đây chúng ta thiếu chữ F là dây. Đây có. Chúng ta sẽ cùng duyệt lại xem nào. Chúng ta sẽ thêm infinite để cho nó lặp vô tận. Còn trông hơi nhức mắt thì chúng ta sẽ thêm từ khóa này. Chúng ta sẽ cho nó 1 phần 2 xong nó lại về 1. Ok, đẹp rồi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.